Xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 50 bộ truyện Hoạn Phi Thiên Hạ của tác giả Thanh Thanh Du Niên. Các bạn đừng quên bình luận để cổ vũ và tương tác với Chan, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Và nếu các bạn có lòng ủng hộ cho Chan và kênh truyện thì có thể donate cho Chan vào số tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản PayPal Chan đã dán ở mục miêu tả video nhé. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 32. Thẹn quá hóa giận. Không xong, đánh nhau rồi. Có chuyện rồi. Tây Lương Mạt đang sai người kiểm nghiệm nỏ liên hoàn mới chế tạo, thuận tiện chuẩn bị mũi tên sơn sáng màu. Bỗng nghe động tĩnh khác thường bên ngoài, lập tức thuận tay bắt được một binh lính quỷ quân vừa chạy vào lều để binh khí, lạnh giọng hỏi: làm sao vậy? Binh lính quỷ quân trẻ tuổi kia nhìn Tây Lương Mạt, sắc mặt khi xanh khi đỏ, ấp úng nói: Thiên Tuế gia và đám Samuel đánh nhau rồi. Tây Lương Mạt giật mình: vậy là làm sao? Không phải nói lát nữa sẽ chính thức tỉ thí ư? Binh sĩ quỷ quân kia cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đương nhiên không thể trả lời rõ ràng. Trong mắt Tây Lương Mạt thoáng qua một tia bực tức: đám các người ăn no dỗi việc, cả ngày chỉ thích đấu đấu đá đá, gây chuyện thị phi, lát nữa xảy ra chuyện lớn thì các người liệu hồn. Binh sĩ quỷ quân kia không phục lẩm bẩm: Tiểu thư, sao người luôn lo lắng cho người ngoài thế? Tây Lương Mạt nghe vậy thật sự dở khóc dở cười, tức giận trợn mắt một cái rồi vội vàng đi ra ngoài. Trong không trung lại vang lên giọng nói tức giận của nàng: ta coi các ngươi là người một nhà, mới lo lắng lát nữa các ngươi bị trừng trị cho đến không biết đông tây nam bắc gì nữa. Đám không biết sống chết này, không nghĩ lại xem Cửu Thiên Tuế là loại người nào, một khi hung bạo lên, bảo nàng vuốt lông, may mắn lắm thì không có chuyện gì, nếu không thì ngay cả nàng cũng bị giày vò. Nếu không vì nàng, hắn làm sao có thể để bọn họ mạo phạm hắn như bây giờ. Khi Tây Lương Mạt đi ra, liền thấy bụi bay đầy trời, đám Samuel bị một trận gió mạnh thổi bay, sau khi rơi xuống đất gần như không gượng dậy nổi. Người của quỷ quân đều thân thiết lớn lên bên nhau, nhìn người nhà bị thương, làm sao có thể không lên hỗ trợ. Người theo Tây Lương Mạt đi ra lập tức rút trường kiếm, tức giận phóng về phía Bách Lý Thanh: dám ức hiếp người khác trên địa bàn của chúng ta, đúng là nực cười. Tây Lương Mạt nhăn mày, tiện tay cướp lấy trường thương của người bên cạnh, trực tiếp phi thân lên. Trường thương xoay ngang chắn trước mặt mọi người. Chờ đã. Người quỷ quân thấy Tây Lương Mạt không khỏi có chút bực tức. Một người trong đó không kiềm chế được lớn tiếng nói: Tiểu thư, người... Sao người lại cứ thiên vị người ngoài thế? Tây Lương Mạt xoay người, lạnh lùng nhìn bọn họ một cái. Thứ nhất, chính vì người một nhà, cho nên ta mới không muốn các ngươi xông lên bị đánh vô ích. Bằng vào phương thức tác chiến không hề chuẩn bị, không hề kết cấu của các ngươi, thì không những không cứu được đồng bọn của mình, mà còn bồi thêm cả mình vào. Thứ hai, Thiên Tuế gia không phải người ngoài, không có hắn thì không có ta ngày hôm nay. Đám quỷ quân cứng họng, nhìn đám Samuel ngã trên đất không bỏ dậy nổi, lại nhìn thạch trận đã nát thành đá vụn, không tự chủ được nuốt nước bọt. Nam nhân kia vậy mà có thể phá tan thạch trận khổng lồ này, quả là sức chiến đấu không phải của người bình thường. Bọn họ không thể không thừa nhận lời nói của Tây Lương Mạt có lý, nhưng mà chẳng lẽ chúng ta cứ nhìn huynh đệ của mình bị người ta ức hiếp như vậy sao? Một thống lĩnh quỷ quân trẻ tuổi vẫn tức giận bước lên một bước nói với Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt lạnh lùng nhìn hắn: cho nên trong khi chưa nắm chắc có thể cứu huynh đệ mình về, ngươi định vì một người mà kéo tất cả huynh đệ khác vào chỗ chết. Người kia cứng họng, sau đó lại không biết phải nói gì. Tây Lương Mạt nhìn vẻ xấu hổ của hắn và nhóm quỷ quân thản nhiên nói: có dũng khí cùng chết là đơn giản nhất, khó là làm thế nào để cùng sống, đấy mới là điều các ngươi cần học nhất. Ví dụ như vào lúc này, rõ ràng để ta trực tiếp đi nói chuyện với Cửu Thiên Tuế mới có hiệu quả tốt nhất. Các ngươi xông lên là định để hắn đánh một trận cho đỡ ngứa tay. Nhưng hắn khinh người quá đáng. Vẫn là thống lĩnh quỷ quân vừa rồi khó chịu lên tiếng. Khóe môi Tây Lương Mạn gợi lên một nụ cười rất nhẹ. Bạch Khởi, chờ võ nghệ của ngươi đạt tới trình độ của Cửu Thiên Tuế, ngươi cũng có thể khinh người quá đáng. Nếu không nên nghĩ làm sao để cứu người trước, rồi hãy đỏ mặt bực tức. Nàng thoáng dừng: các ngươi còn muốn đi thì ta không cản, cứ tự tiện là được. Dứt lời, nàng thu trường thương, lạnh nhạt đứng một bên. Người quỷ quân đưa mắt nhìn nhau một phen, cuối cùng chưa từ bỏ ý định mà vọt tới. Tây Lương Mạt cười lạnh một tiếng, nhìn bọn họ bị Bách Lý Thanh phất tay áo rộng đánh bay ra ngoài. Nàng không hành động,
chỉ khoanh tay trước ngực lạnh nhạt nhìn Bách Lý Thanh trừng trị người của mình. Cho đến khi có người nhanh nhẹn một chút bị đánh cho hiểu ra, nhìn tình hình có điểm không đúng với dự định, vội vàng chạy tới quỳ một gối trước mặt Tây Lương Mạt xấu hổ nói: "Tiểu tiểu thư, mời ngài bảo Cửu Thiên Tuế dừng tay đi." Tây Lương Mạt nhìn thiếu niên quỳ gối trước mặt mình, nàng nhếch môi cười trào phúng: "Bạch Khởi, ngươi vậy mà co được giãn được, thông minh." Tuy sắc mặt Bạch Khởi đỏ bừng nhưng hắn vẫn ngẩng đầu nhìn Tây Lương Mạt, đúng tình hợp lý nói: "Chúng ta là mâu thuẫn nội bộ, Thiên Tuế gia dạy dỗ chúng ta là trưởng bối dạy dỗ vãn bối, ta không có gì phải ngượng ngùng." Tây Lương Mạt thấy Bạch Khởi miệng cọp gan thỏ liền không nhịn được cười: "Tiểu tử nhà ngươi cũng thông minh đấy nhỉ, vừa rồi còn là kẻ thù không đội trời chung, giờ đã thành trưởng bối rồi." Bạch Khởi càng đỏ mặt nhưng vẫn nói: "Tiểu tiểu thư, ngài mau bảo Thiên Tuế gia dừng tay đi, tuy gia đã nương tay rồi nhưng mà cứ tiếp tục thế này thì mọi người sẽ không xuống được giường trong thời gian dài mất." Tây Lương Mạt nhìn Bạch Khởi, đáy mắt hiện lên một tia khen ngợi. Bạch Khởi xem như có dũng có mưu, khi nào tuyệt đối không lùi bước, khi nào nên tùy cơ ứng biến, suy nghĩ coi như tỉnh táo. Nàng ghé vào tai hắn nói nhỏ vài câu, ánh mắt Bạch Khởi lập tức sáng lên, sau đó do dự nhìn Tây Lương Mạt nói: "Như vậy có được không? Thiên Tuế gia là..." Tây Lương Mạt cười tủm tỉm nói: "Là người nhà của ta, hiếm khi nào có đối tượng thử nghiệm mạnh thế này, không thử vũ khí mới của chúng ta chẳng phải rất đáng tiếc ư?" Bạch Khởi cật lực gật đầu, sau đó dẫn người của hắn chạy về phía lều trại để vũ khí nhanh như chớp. Chỉ chốc lát sau đã thấy mỗi người ôm một cái hòm gỗ chạy ra. Khi chạy tới chỗ đầu gió, mỗi người buông tay, nhanh chóng lấy thứ bên trong rồi nhìn về phía Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt gật đầu, bỗng hô lên một tiếng về phía bọn họ, lớn tiếng hạ lệnh: 10 viên đạn số 1 phía đông, 6 viên đạn số 2 phía nam, ra tay." "Tuân lệnh." Người bộ binh lập tức tập kết bằng tốc độ nhanh nhất theo hiệu lệnh của Tây Lương Mạt, sau đó nhanh chóng châm thứ trong tay rồi ném về phía Bách Lý Thanh đang vui vẻ giày vò người ta. Bách Lý Thanh không phải không phát hiện dị động của nhóm quỷ quân, nhưng chỉ lưu ý quan sát mà không có động tác gì lớn. Rồi đột nhiên nhận thấy có thứ gì đó bị ném về phía đầu và chân của mình. Hắn nhào mắt lại cười lạnh một tiếng, tay áo rộng phất lên, một trận gió lập tức đập bẹp mấy thứ kia. Nhưng ngoài dự đoán là thứ kia bị vỗ bẹp xong, bỗng xịt một tiếng, phun ra một luồng khói nồng nặc. Hơn nữa màu sắc còn rất kỳ quái. Có độc. Trong mắt Bách Lý Thanh hiện lên một tia bực bội. Nếu nói lúc trước là dạy dỗ đám tiểu tử không biết sống chết một trận, thì lúc này là hắn giận thật. Một viên thuốc màu đỏ trượt ra khỏi tay áo hắn, hắn nắm trong lòng bàn tay, bóp thành bột, đặt trước mũi mình ngửi một hơi, sau đó trực tiếp phi thân lên hất những viên đạn màu đen đang bay tới về hướng ngược lại. Nhưng không ít viên đạn trực tiếp nổ tung trong không trung. Không khí thoáng chốc tràn ngập một mùi hương nồng nặc. Cho dù Bách Lý Thanh đã dùng viên thuốc phòng độc nhưng mắt vẫn không chịu nổi, cảm thấy mắt cay xè, nước mắt lập tức chảy ra, làm cho hắn không nhìn rõ hoàn toàn hoàn cảnh ngập trong khói sương xung quanh, chỉ có thể vận công bảo vệ đại huyệt quanh thân đề phòng người khác đánh lén. Tây Lương Mạt nhìn khói sương mơ hồ giữa chiến trường, không ít người đang kêu cha gọi mẹ bên trong, trong lòng buồn cười, nàng lập tức hạ lệnh: "Phía đông, lẻn vào." "Tuân lệnh." Lập tức có người đeo lại một mặt nạ bảo vệ hình mõm heo, có phần đáng sợ, chạy vào trong làn khói muốn kéo đồng bọn quỷ quân của mình ra. Bách Lý Thanh nhắm hai mắt, nhưng hắn có nội lực hùng hậu của cao thủ đứng đầu, chỉ chốc lát đã phát hiện dị động bên cạnh. Hắn cười lại một tiếng, muốn chạy. Tay hắn đột nhiên bắn ra vô số ngân châm về phía vừa phát ra tiếng vang. Trong sương khói lại vang lên không ít tiếng kêu rên ngã xuống. Bạch Khởi ở bên vừa mới thấy đồng bọn đeo mặt nạ phòng độc kéo những người bị thương ra ngoài, đang cực kỳ hưng phấn, không cần cầu xin Cửu Thiên Tuế mà vẫn cứu được người nhà, đã là chuyện đáng để bọn họ kiêu ngạo. Nhưng chưa tới một khắc lại phát hiện, tất cả những người mình phát ra đi cứu viện đều đã trúng chiêu ngã xuống đất, bị kéo trở về bên trong làn khói đậm. Hắn không khỏi quĩnh lên, nhìn về phía Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt nhướng mày, không nói thẳng mà chỉ nhếch môi. Người không được thì còn biện pháp khác để kéo người ra, đúng không? Trong đầu Bạch Khởi bỗng thoáng ra một tia sáng, lập tức hô: "Bộ binh, nhạn trận tí ba câu." Tất cả người bộ binh bên ngoài lập tức phân tán theo hình cánh quạt. Một người nhảy lên vai một người, người ở trên lấy ra nỏ liên hoàn vừa chuẩn bị để diễn tập, tính chuẩn góc độ liên tục bắn về phía màn xương. Binh sĩ phía dưới thì cầm trong tay một chiếc móc câu xích sắt tạo hình kỳ dị, bắn nhanh sát mặt đất về phía màn khói.
Chiếc móc câu xích sắt kia bò dưới đất như rắn, lập tức chui vào trong màn khói quặp lấy người dưới đất, thả ra ngoài. Tuy Bách Lý Thành phát hiện bốn phương tám hướng có gió đánh úp lại, nhưng hắn không mở được mắt, chỉ có thể dựa vào ngân châm trong tay đỡ sự công kích này. Công kích này lại hoàn toàn không thể tới gần hắn. Hắn cũng rất nhanh phát hiện công kích này có mục đích khác, chính là đám binh lính quỷ quân đã ngã xuống, hơn nữa đã cứu ra ngoài không ít người. Muốn chạy không dễ vậy đâu. Hắn cười lạnh một tiếng, tay áo rộng phất lên, đang định dùng ngân châm và chỉ kim thiền kéo những người kia về lại, bỗng cảm thấy có luồng gió càng sắc bén hơn đột kích. Hắn trực tiếp rút trường kiếm hung hăng chém về phía thứ vừa tập kích. Không ngờ thứ kia bị hắn bổ ra xong thì xì một tiếng, bắn đầy nước lên mặt và cổ hắn. Hắn nhất thời cứng đờ, phát hiện thì ra thứ bị ném vào lại là một túi nước. Túi nước bay tới, bọt nước văng khắp nơi, đồng thời dập tắt đạn khói trước mặt đất. Gió kính hồ thổi qua, sương khói cũng dần tan hết. Cùng lúc đó, Bạch Khởi đã chỉ huy mọi người cứu đám Samuel đã hôn mê và những người khác đang rên rỉ ra. Bạch Khởi cực kỳ hưng phấn, lắc lắc cánh tay Tây Lương Mạt. Thành công rồi, tiểu tiểu thư, chúng ta thắng rồi. Tây Lương Mạt thấy cuộc thử nghiệm vũ khí không tệ lắm, nhìn dáng vẻ Bạch Khởi trong lòng không khỏi buồn cười, thản nhiên nói. Người cảm thấy chúng ta thắng à? Nếu đây là thực chiến, người nghĩ lúc này người ngươi tha ra là thi thể hay là người sống? Bạch Khởi và một nhóm quỷ quân đang hưng phấn bên cạnh, trong nháy mắt đã héo rũ. Tiểu tiểu thư nói đúng, lần này không phải thực chiến, đã đầy thương tích như vậy. Nếu là thực chiến, cho dù bọn họ có thể kéo đám Samuel ra ngoài thì cũng chỉ cứu được một đống thi thể mà thôi. Mà cùng lúc đó, một giọng nói âm u chợt vang lên giữa sân. Tây Lương Mạt, thứ vô liêm sỉ nhà ngươi, còn không lăn ra đây cho bản tọa. Âm thanh kia vừa sắc nhọn vừa đáng sợ, làm cho mọi người không tự chủ được dùng mình một cái, đồng loạt nhìn về phía người ở giữa sân. Sương khói tan đi, cát sỏi trên mặt đất đã bị nước bắn ẩm ướt một mảnh lầy lội, mà cửu thiên tuế điện hạ vốn phong lưu tiêu giật, cho dù chém người cũng phải dùng ngân châm kim tuyến, nếu không thì là trường kiếm mỏng manh, tư thái tào nhã vô cùng. Này tóc tai bù xù đứng giữa chiến trường vừa rồi, tóc mái ẩm ướt rũ xuống nửa mặt, y vào hòa mỹ trên người ướt đẫm bùn đất khắp nơi, làm gì còn nửa phần tào nhã đại khí khuynh quốc khuynh thành nữa. Rõ ràng là một con chuột lột, à không, phải là phượng hoàng rơi xuống nước mới đúng. Tây Lương Mạt, Bách Lý Thành nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ, dừng bước kéo bộ quần áo ướt sũng đi về phía Tây Lương Mạt và quỷ quân. Mọi người muốn cười lại ngại với hơi thở đáng sợ như ác quỷ lấy mạng của hắn, tất cả đồng loạt lùi một bước. Mà đám tư lễ giám chạy ra xem náo nhiệt thì đã sớm như chim thú chạy loạn. Bọn họ rất quen thuộc với tính cách thích trưng diện như mạng của gia nhà mình, tính tình không thể tha thứ một chút bẩn thỉu nào. Bình thường ra ngoài, người hầu hạ bên cạnh như mị nhất mị nhị trên người còn phải để sẵn gương, lược, cây châm, son, này bị biến thành dáng vẻ như thế kia trước mặt bao nhiêu người. Chỉ có thể nói người nào đó tự cầu nhiều phúc đi thôi. Tây Lương Mạt nhìn bộ dạng kia của Bách Lý Thành, trong lòng cũng có chút hoảng hốt, lặng lẽ lùi lại từng bước. Ra, người biết là trên chiến trường không có tình cha con, chúng ta đã nói trước rồi đúng không? Tuyệt đối không thả một nước. Nếu không phải biết hắn thích trưng diện, nàng thật sự không nghĩ ra một chiêu này. Thừa dịp hắn không kịp phản ứng, nhanh chóng kéo người ra ngoài hiệu quả mới tốt. Thả nước? Người thả quá nhiều nước rồi. Gân xanh trên trán Bách Lý Thành bật ra, nhe răng cười đi từng bước về phía Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt nhìn dáng vẻ của hắn, hò khẽ một tiếng, bỗng xoay người vận công bỏ chạy, đồng thời hô một tiếng, phong khẩn, giải tán. Đám Bạch Khởi lập tức ngầm hiểu, khiêng đồng bọn mình lên, lòng bàn chân như bôi dầu bỏ chạy về những phương hướng khác nhau. Chỉ còn lại một mình Bách Lý Thành đứng tại chỗ. Gió hồ thổi qua, sợi tóc hỗn loạn trên trán hắn bị thổi bay một ít, lộ ra đôi mắt âm mị đang phát điên. Tây Lương Mạt, Tây Lương Mạt, người nhà đầu thối nhà ngươi. Tiếng gầm gừ sắc nhọn như tiếng quỷ quanh quẩn trên thảo nguyên kính hồ thật lâu không tiêu tán, cũng làm cho những người đang xem cuộc chiến từ pháo đài kính hồ cũng phải run lên. Hồ hồ xoa lỗ tai than thở, nội lực của Bách Lý Thành này thật sự rất hùng hậu, nguyên soái năm đó, nguyên soái cũng không hơn được. Francis than một tiếng, buông kính vẫn vọng bằng đồng trên mắt xuống. Hồ hồ có chút lo lắng nhìn về phía Francis. Đại tướng quân, ngươi không tới xem Vân Tử à? Vừa rồi ta thấy hình như hắn bị một trưởng của Cửu Thiên Tuế đánh cho hôn mê rồi. Francis mỉm cười, trên đôi mắt xanh thẳm như biển hiện lên một tia bất đắc dĩ.
Để đứa bé này nhận một bài học cũng tốt. Nếu không, hắn không biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân. Ta thấy đứa nhỏ Bạch Khởi kia không tệ, thận trọng gan dạ. Có hắn ở bên cạnh Samuel, ta cũng yên tâm. Một lão tướng do dự mở miệng. Còn chỗ Cửu Thiên Tuế hồ hồ ngược lại nở nụ cười, vỗ vai người kia. Lão Lưu, ngươi yên tâm đi. Nếu Cửu Thiên Tuế muốn mạng thằng nhóc kia thì đã sớm xuống tay rồi. Nay Cửu Thiên Tuế thương tiểu tiểu thư như vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Francis bỗng ho khẽ một tiếng. Đúng rồi, đêm nay sai người chuẩn bị nhiều nước ấm một chút, đưa đến phòng của Cửu Thiên Tuế. Hồ hồ cười trước nỗi đau của người khác. Cũng đúng, ướt như chuột lột thế kia, đúng là cần tắm rửa thật. Mấy người khác đều cười tủm tỉm hùa theo. Dù sao tôi biết Cửu Thiên Tuế là người một nhà, cũng biết bây giờ người ta dưới một người trên vạn người, thực lực lớn mạnh, nhưng bị một thiếu niên năm đó hoàn toàn không có tiếng tăm gì, không để vào mắt, là một loại cảm giác rất khó chịu. Francis liếc nhìn đám hồ hồ một cái, âm thầm thở dài. Thật ra ông bảo người ta chuẩn bị nước ấm là để cho tiểu tiểu thư. Ông có dự cảm đêm nay tiểu tiểu thư sẽ không được yên bình. Nhưng mà bóng đêm vừa buông xuống, Bạch Ngọc nhìn Tây Lương Mạt ngồi khoanh chân trong lều gặm con thỏ vừa nướng xong, có chút lo lắng hỏi. Quận chúa, người trốn Thiên Tuế gia trốn được nhất thời nhưng không trốn được cả đời. Tây Lương Mạt vừa chăm chú vặn cái đùi con thỏ ra đặt lên đĩa, vừa chậm gì gì nói. Trốn được nhất thời là nhất thời, ta không muốn ngày mai cũng không xuống được giường. Nàng không phải đồ ngốc, bây giờ rơi vào tay đại hồ ly xù lông kia thì chỉ có chết. Bạch Chân ở bên cười tủm tỉm nói, khi ra hết giận chúng ta trở về cũng chưa muộn mà. Nơi này dù sao cũng là trụ sở huấn luyện bí mật của quỷ quân, ra sẽ không tìm thấy. Bạch Ngọc tức giận giơ tay chọc lên trán Bạch Chân. Nhà đầu nhà ngươi chỉ biết xúi bẩy quận chúa, không nghĩ lại xem tính tình ra mang thù cực kỳ, bây giờ có khi càng giận quận chúa hơn rồi. Bạch Chân lẻ lưỡi không nói gì. Tây Lương Mạt thì than một tiếng, Bạch Ngọc em muốn làm gì mới được chứ, để ta bịt tai trộm chuông một lần được không? Nàng đương nhiên biết gã hồ ly ngàn năm kia bụng dạ hẹp hòi đến mức nào, nhưng làm sao nàng có dũng khí chui đầu vào lưới ngay lúc này được. Nhớ tới hôm nay chuẩn mất, nghe âm thanh âm ồ sắc nhọn của hắn lệnh cho tất cả người của tư lệ giám đi bắt nàng, nàng cảm thấy da đầu tê dại. Bạch Khởi cười tủm tỉm ngồi bên đống lửa. Tiểu tiểu thư đừng sợ, cùng lắm thì chúng ta trốn ở đây cho tới khi Thiên Tuế gia về Trung Nguyên là được. Nghe nói hắn sắp đi rồi. Bạch Ngọc nghe vậy thì không khỏi liếc mắt khinh thường. Làm ơn đi, đó là vì quận chúa cũng sẽ về cùng. Lúc này có một giọng nói nam tử bỗng chen ngang, nếu ngươi sợ hắn, chi bằng cùng ta về hách hách đi. Tây Lương Mạt lột ra chân con thỏ, không thèm ngẩng đầu lên tiếp tục lười biếng nướng thịt thỏ của nàng. Bạch Chân nhìn bóng người cao lớn không biết tới đây từ lúc nào, cười cười nói, a, đây chẳng phải đại đầu lĩnh chuẩn sát đấy sao? Đa tạ ngài quan tâm. Có điều quận chúa nhà ta đã lập gia đình, không tiện đi theo nam nhân khác khắp nơi. Đôi mắt vàng của chuẩn sát nhàn nhạt liếc Bạch Chân một cái. Bản vương tử đang nói chuyện với nữ thần vong linh, không đến lượt ngươi xen mồm. Bạch Chân cứng họng, nhìn hắn cười lạnh một tiếng. Đầu lĩnh chuẩn sát, ngài đã không còn là vương tử hách hách, chỉ là đầu lĩnh xà phỉ mà thôi. Dựa vào cái gì mà dùng thân phận của một tên cường đạo nói chuyện với quận chúa nhà chúng ta? Chuẩn sát nheo mắt nhìn Bạch Chân, trong mắt hiện lên một tia sát ý. Hắn nói lạnh như băng, nha hoàn của nữ thần vong linh quả nhiên cũng răng sắc mỏ nhọn, có điều mùi vị thịt của loại người răng sắc mỏ nhọn này cũng không tệ lắm. Sắc mặt Bạch Chân và Bạch Ngọc đồng thời trắng bệch, bỗng nhớ tới người hách hách luôn coi con người như dê hai chân. Bạch Chân hơi co mình lại một chút, cắn răng thấp giọng mắng, dã man tàn bạo, kẻ ăn thịt người đều là súc sinh. Trong mắt chuẩn sát bùng lên lửa giận, vươn tay muốn bắt Bạch Chân lại. Đột nhiên có một thanh sắt nướng đồ ăn đỏ bừng đâm tới, hắn giật mình lập tức tránh đi, sát sạt suýt nữa thì bỏng tay. Tây Lương Mạt thu hồi thanh sắt lạnh nhạt nói, đại đầu lĩnh đường đường là huyết mạch chính hệ của hoàng tộc, cần gì so đo với một nha hoàn của ta. Huống hồ nàng nói không sai, hiện nay ngoại trừ dã thú và người hách hách, còn bộ tộc nào coi con người làm đồ ăn nữa. Chuẩn sát cười lại một tiếng, đôi mắt vàng tối xuống. Ta có thể không so đo với nha hoàn của ngươi, nhưng ngươi thân là quận chúa một nước, nữ vương thực thi giả, ngươi đã hứa với ta và các tô cái gì? Giờ chủ nhân A Khắc Lan ở đây, nên các ngươi định nuốt lời của chúng ta sao? Đừng quên, nhiều năm qua nếu không có chúng ta kiềm chế vương đình hách hách, ngươi cho rằng luật phương có thể được bình an như thế sao? Tây Lương Mạt dừng một chút, thầm than ngươi đã biết giá trị tồn tại của ngươi chính là kiềm chế vương đình hách hách. Vì sao còn không biết nếu đỡ người có dã tâm bừng bừng như ngươi lên vị trí hách hách vương sẽ càng bất lợi với chúng ta?
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên bộ quần áo đen khảm tơ vàng trên người hắn, thản nhiên nhấn mày. Đầu lĩnh chuẩn sát, nếu ngươi đã gặp Thiên Tuế gia, ý của hắn thế nào ngươi hẳn là rất rõ. Chuẩn sát nghe vậy cười lạnh một tiếng. Không phải các ngươi ỷ vào người đông thế mạnh thôi sao? Ta vốn tưởng rằng chủ nhân A Khắc Lan là một nam nhân có trách nhiệm, nay xem ra người Trung Nguyên các ngươi đều là tiểu nhân tỉ mỉ lừa gạt người khác. Dứt lời, đáy mắt hắn hiện lên vẻ giận dữ, vươn tay cầm lấy đao trên thắt lưng mình. Nhưng ngay lúc đó, loan đao của Bạch Khởi đã lặng lẽ gác lên cổ hắn. Trên gương mặt trẻ con của Bạch Khởi lúc này đã hoàn toàn lạnh giá. Chuẩn sát, ngươi tốt nhất nên biết mình đang làm gì, nếu không tiếp theo chúng ta rụng tóc, còn thứ các ngươi rụng không phải là tóc mà là đầu. Quỷ quân tập luyện luôn thích nhất dùng nhóm xà phỉ hung ác xung quanh và người hách hách làm đối thủ, liên tục cướp lấy lương thảo của đám xà phỉ và người hách hách, thậm chí còn mò vào trong lều của hách hách vương, cắt hết tóc lão. Thanh danh của quân đội vong linh gần như đã trở thành truyền thuyết vang khắp sa mạc. Các người... Đôi mắt vàng của chuẩn sát đầy tức giận, nghiến răng vào nhau ken két. Tây Lương Mạt đặt thịt thỏ lên đĩa, sau đó cắt thành mấy phần mới chậm rãi nói. Ta không phải loại khinh người, lúc đó ta đã hứa với ngươi thì sẽ cho ngươi sự công bằng. Sau đó nàng ném túi gấm trong tay cho chuẩn sát, lãnh đạm nói. Ngươi làm những chuyện trong túi gấm trước, rồi phái người lên kinh tìm ta, ta sẽ cho ngươi được như nguyện. Nhưng nếu ngay cả chuyện trong túi gấm ngươi cũng không làm được, thì ngươi cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, dù sao hiện giờ lợi thế ở trên tay ta. Chuẩn sát nhận lấy túi gấm, suýt chút nữa thì xé nát nó. Bạch Khởi ghé vào lỗ tai hắn âm u nói. Túi gấm này là chủ tử ban ân, nếu ngươi làm hỏng thì hôm nay ở đây chúng ta sẽ làm hỏng ngươi. Chuẩn sát cắn răng cúi đầu mở túi gấm ra, nhìn chằm chằm xem trên đó viết gì, sắc mặt thay đổi rất nhanh, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn Tây Lương Mạt lạnh như băng nói. Được, nữ vương thực thi giả, người tốt nhất nhớ kỹ ước định hôm nay của chúng ta, nếu lại nuốt lời đừng trách ta. Đừng trách ngươi thế nào? Tây Lương Mạt lạnh nhạt ngắt lời hắn, sau đó nói. Chờ ngươi thật sự có tư cách ngồi cùng ta ăn cơm, thì tự nhiên ta sẽ có một ngày khẩn cầu ngươi. Trên gương mặt đầy hoang dã của chuẩn sát khi xanh khi đỏ, sau đó hắn quay người oán hận bỏ đi, chỉ để lại một câu. Ta nhất định sẽ khiến ngươi có một ngày phải cầu khẩn ta. Bạch Chân nhìn bóng lưng bỏ đi cứng nhắc của hắn làm một cái mặt quỷ. Tiểu tiểu thư, chuẩn sát này vốn không phải loại quân tử. Nay trong lòng hắn, đối với chúng ta có oán khí, nếu ta hổ về rừng chẳng bằng... Bạch Khởi ngồi xổm trước mặt Tây Lương Mạt, làm hành động cắt cổ bằng tay trên cổ mình. Tây Lương Mạt xua tay thản nhiên nói, chuẩn sát còn có tác dụng của hắn, ít nhất sau này nói không chừng sẽ có chỗ dùng. Bách Lý Thanh nhất định đã từ chối yêu cầu của hắn, nhưng nàng vẫn phải suy nghĩ đường lui cho Bách Lý Thanh. Nếu sau khi hồi kinh có sự thay đổi thì chuẩn sát sẽ là một quân cờ rất tốt. Dù sao nếu Lật Phương mất trong tay người hách hách, tương đương toàn bộ mở rộng vùng bộ Trung Nguyên cho ngoại tộc, điều này nhất định có thể kiềm chế Từ Thừa Kiền và Lục Thừa Tướng, thậm chí là cả Lục Hoàng Tử. Quận chúa, em thấy cái áo choàng trên người chuẩn sát có điểm quen mắt. Trí nhớ của Bạch Ngọc luôn rất tốt, nàng do dự nói. Khóe môi Tây Lương Mạt hơi giật giật. Đúng vậy, rất quen thuộc. Còn áo choàng đen của ai mà nạm vàng nạm bạc cực kỳ loè loẹt như thế được nữa? Đấy chính là cái áo choàng Bách Lý Thanh mặc vào cho nàng sau khi kéo nàng xuống kính hồ. Sau đó ở trên hành lang bị chuẩn sát giật mất, mấy ngày nay không thấy hắn mặc. Nay hắn bỗng nhiên mặc vào chỉ có thể nói rõ một chuyện. Hắn mặc cái áo đấy để đi kích thích một tên đại hồ ly đã phát điên. Đó là một tên đại hồ ly lòng dạ cực kỳ hẹp hòi. Biết gã khác trông thấy dáng vẻ ướt đẫm, áo rách quần manh của nàng nhất định sẽ càng nổi giận. Nhớ tới gương mặt mỹ nhân âm trầm của hắn, Tây Lương Mạt không nhịn được lặng lẽ chảy hai dòng lệ thương xót cho bản thân. Hắn nhất định đang ở trong phòng chờ lột da xin hướng nàng. Tây Lương Mạt làm đà điểu trốn ở một sa mạc gần kính hồ suốt 3 ngày. Thấy ngày hồi kinh ngày một gần, thật sự không còn cách nào mới lén lút trở về pháo đài kính hồ. Khi đến pháo đài kính hồ, nàng liền phát hiện vẻ mặt của mọi người đều đang cực kỳ áp lực. Cho đến khi nhìn thấy Tây Lương Mạt trở về mới như đồng loạt thở phào một hơi. Nhìn Tây Lương Mạt như được đại xá. Tiểu tiểu thư. Tây Lương Mạt nhìn người của Cẩm Y vệ ra ra vào vào vận chuyển cái gì không khỏi sửng sốt. Đang định tiến lên hỏi thì thấy Túc vệ đang chỉ huy người ta khiêng đồ từ trên lầu xuống. Nàng vội chạy qua. Làm sao thế này? Phải về rồi sao? Túc vệ nhìn thấy Tây Lương Mạt hai mắt sáng ngời, sau đó vẻ mặt có chút nặng nề nói. Phu nhân, cuối cùng người cũng trở lại.
Hôm trước nhận được mật báo, đại quân Tây Địch do nhị hoàng tử Tây Địch thống lĩnh đã chính thức tuyên chiến với chúng ta. Nay đại quân tiếp cận, lục hoàng tử đã bị trọng thương trong trận chiến ở Tuyên Thành. Tây Lương Mạt giật mình. Cái gì? Cho nên thế này là muốn xuất phát hồi chiều trước sao? Túc vệ đang định nói gì đó thì một bóng người màu đen chậm chậm đi xuống lầu, kéo theo áo bào tinh xảo tạo thành những gợn sóng hoa mỹ trên bậc thang. Nói nhiều với nàng làm gì? Nếu túc vệ thật sự nhàn hạ như thế thì buộc hết hành lý lên lạc đà đi. Tây Lương Mạt vừa nhìn thấy người đi tới thì không khỏi hơi chột dạ. A Cửu. Bách Lý Thanh lạnh nhạt liếc nàng một cái. Ngày mai bản tọa phải về, nếu ngươi muốn ở lại thì ở lại. Tây Lương Mạt lập tức gật đầu như băm tỏi. Đương nhiên phải về rồi. Bách Lý Thanh không nói gì nữa, thản nhiên quay mặt đi về phía dưới lầu. Tây Lương Mạt nhìn dáng vẻ hắn, trong lòng không khỏi thầm lầm bầm. Người này đúng là keo kiệt, vẫn còn tức giận kia. Có điều Tây Lương Mạt thật sự không ngờ, lần này Bách Lý Thanh lại làm mình làm mẩy lâu đến như thế. Tây Lương Mạt và Francis sắp xếp thương pháp để quỷ quân trở về cùng bọn họ xong, liền lên đường với Bách Lý Thanh. Không ngờ lúc này dọc đường đi, Bách Lý Thanh luôn coi nàng như không khí, có tài như điếc, nhìn như không thấy. Dù nói chuyện thì cũng vẻ mặt lạnh nhạt. Trong lòng Tây Lương Mạt một đường không yên. Sát lên lấy lòng cũng chỉ đổi được sự lạnh nhạt của hắn. Ban đêm dù vẫn ôm nàng ngủ lại cực quy củ, làm cho nàng cảm thấy quái dị khó hiểu. Tây Lương Mạt chỉ có thể than thầm, thà đắc tội quân tử chứ không thể đắc tội tiểu nhân. Huống hồ đại hồ ly này lại còn là tiểu nhân trong tiểu nhân. Bộ dạng không âm không dương này của hắn càng làm nàng cảm thấy thật sự khó tiếp cận. Đi hơn nửa tháng, khó khăn lắm mới về tới Tượng Kinh. Nàng đang định thở phào nhẹ nhõm một hơi, muốn đi theo hắn vào phủ Thiên Tuế để tiện cọ sát một phen, làm cho đại hồ ly này hết giận. Không ngờ vừa tới cửa phủ đã nghe có người liều mạng gọi nàng. Quận chúa, quận chúa. Kim Ngọc. Tây Lương Mạt nghe có người gọi nàng trong đám đông, nàng xoay người nhìn thì bắt gặp một gương mặt quen thuộc chờ ở cửa. Kim Ngọc chen chúc qua không ít người. Hoan nghênh Trinh Mẫn quận chúa, cầu phúc hồi chiều. Chạy tới trước mặt Tây Lương Mạt. Quận chúa, lão phu nhân không khỏe, mấy ngày nay nằm trên giường bệnh, ngóng trông ngài hồi phủ một chuyến. Tây Lương Mạt nghe vậy thì nhớn mày. Lão phu nhân này trước nay ước gì có thể phân rõ giới hạn với nàng, hôm nay mặt trời lại mọc từ phía tây à? Tây Lương Mạt nhìn đám người chen chúc tặng lễ ngoài cửa, lại hạ tầm mắt nhìn Kim Ngọc, ánh mắt lạnh lẽo nói. Kim Ngọc, sao ngươi không vào trong phủ chờ ta? Ngoài cửa nhiều người lạ, còn ngươi là người nhà mẹ đẻ của bản quận chúa cơ mà. Vẻ mặt Kim Ngọc hơi cứng lại, sau đó cung kính nói. Chỉ tại Kim Ngọc nhất thời nóng vội, đã nhiều ngày chờ ngoài cửa phủ Thiên Tuế, chỉ sợ bỏ lỡ lúc quận chúa trở về. Tây Lương Mạt nhếch khóe môi liếc nàng ta. Thật không? Nếu lão phu nhân bị bệnh thì đương nhiên ta phải về thăm, nếu không chẳng phải bất hiếu hay sao? Ngươi theo ta vào trong trước đã. Dứt lời, nàng xách Bạch Chân Bạch Ngọc đuổi những người vây tới tặng lễ đi, xách váy đi thẳng vào trong phủ. Kim Ngọc vội vàng đuổi kịp, nhưng Kim Ngọc xem Tây Lương Mạt hồi phủ, tắm rửa thay quần áo, dùng cơm, nói cười cười với Bạch Ngọc mà vẫn không có ý định theo nàng về phủ quốc công chút nào, không khỏi lo lắng, trên mặt cũng có vẻ bực bội. Nhìn mặt trời dần ngả về tây, rốt cuộc Kim Ngọc không nhịn được tiến lên uyển chuyển nói. Quận chúa, ngài xem có nên theo nô tì về phủ một chuyến trước không? Tây Lương Mạt lãnh đạm liếc nàng ta một cái, bỗng nhiên nói. Ta nói sẽ theo ngươi về phủ quốc công khi nào? Kim Ngọc sửng sốt, không khỏi hoảng hốt, giọng nói cũng cất cao. Quận chúa, rõ ràng sáng nay ngài đã nói, sao lại lật lọng thế được? Ánh mắt Bạch Ngọc lạnh xuống, tiến lên cho Kim Ngọc một cái tát. Nhìn Kim Ngọc ôm mặt nước mắt lưng tròng, Bạch Ngọc cười lạnh. Ngươi là ai mà cũng xứng hô to gọi nhỏ trước mặt quận chúa? Cho dù lão phu nhân ở đây cũng không có lý nào nói quận chúa như vậy. Đừng quên, nay quận chúa đã không còn là người của phủ quốc công, mà là vương phi của Cửu Thiên Tuế điện hạ. Kim Ngọc che má nóng rát, lập tức quỳ gối xuống đất, nước mắt rơi xuống. Quận chúa thứ lỗi, nô tỳ không có ý vô lễ trước mặt ngài, chỉ là... Tây Lương Mạt nhận lấy khăn ướt trên tay Bạch Chân, là bàn tay mềm của mình, thản nhiên nói. Kim Ngọc, năm đó ở phủ quốc công, ngươi ít nhiều coi như từng chăm sóc bản quận chúa. Bản quận chúa vốn cũng xem trọng ngươi và Lệ Cô Cô, nhưng không có nghĩa sẽ chấp nhận người tính kế bản quận chúa, càng chán ghét người khác ép ta làm chuyện gì. Kim Ngọc nghe vậy thì nước mắt càng chảy nhanh, chán chạm vào mu bàn tay mình, nghẹn ngào nói. Quận chúa, Kim Ngọc biết sai rồi, chỉ là...
Chỉ là Đổng Di Nương nói nếu hôm nay nô tỳ không thể mời được quận chúa hồi phủ sẽ hỏi tội nô tỳ. Bạch Chân ở bên khinh khỉnh nở nụ cười. Kim Ngọc tỷ tỷ, ngươi là nha đầu nhất đẳng đắc lực nhất bên cạnh lão phu nhân đấy, tay Đổng Di Nương dài mấy mà quản được ngươi? Kim Ngọc quỳ rạp trên mặt đất, đầu cúi càng thấp, ngượng ngùng ấp úng. Nô tỳ vài ngày trước đã hầu hạ thế tử gia, nay đã là người của thế tử gia. Tây Lương Mạt nghe vậy thì động tác uống trà hơi dừng, sau đó nhướng mày nhìn về phía Kim Ngọc. Người hầu hạ đại ca ca, tay của Đổng Di Nương có thế nào cũng không với được vào phòng của đường đường thế tử gia chứ. Thân thể Kim Ngọc run rẩy, cắn môi run run nói, bởi vì chỉ có một lần, thế tử gia cũng không có ý muốn nhận nô tỳ vào phòng, cho nên nay nô tỳ đã bị điều đến chỗ Đổng Di Nương. Di Nương nói chờ nàng dạy dỗ nô tỳ cho tốt, nói không chừng thế tử gia sẽ nhận nô tỳ. Tây Lương Mạt nhìn gương mặt vốn mượt mà của Kim Ngọc đã trở nên gầy gò, thân thể cũng gầy trơ xương, bỗng nhớ tới cái gì, không khỏi hơi nheo mắt lại. Người mang thai? Thân thể Kim Ngọc cứng đờ, chua xót nói, nô tỳ ti tiện, không xứng mang thai con của thế tử gia. Di Nương đã cho nô tỳ dùng dược, đứa nhỏ đã không còn nữa. Tiếng chén sứ vỡ nát vang lên trong không gian im lặng, có vẻ cực kỳ chói tai, làm Kim Ngọc sợ run như cây sấy. Tây Lương Mạt cười lạnh, xem ra Đổng Di Nương ở phủ quốc công sống rất vui vẻ. Nàng đứng dậy sai Bạch Ngọc nâng Kim Ngọc dậy, vừa sảy thai quỳ trên đất lạnh lâu không tốt. Kim Ngọc nay ở phủ quốc công sa sút đến ngay cả nha hoàn nhị đẳng cũng không bằng, chưa từng có ai nói với nàng như thế, chỉ biết dùng đôi mắt lạnh nhìn nàng. Nay nghe thiếu nữ quyền cao chức trọng nói có vẻ không để vào mắt, thật ra lại mang ba phần quan tâm. Nước mắt Kim Ngọc rơi như mưa, khóc không thành tiếng. Quận chúa. Tây Lương Mạt nhìn dáng vẻ nàng ta như vậy thì khẽ thở dài một tiếng. Được rồi, đừng khóc nữa, lát nữa ta hồi phủ với ngươi là được. Nhìn ngươi thế kia lại làm người ta tưởng bản quận chúa làm gì ngươi đấy. Dứt lời, nàng sai Bạch Chân dẫn Kim Ngọc đang ngàn ân vạn tạ đi rửa mặt. Bạch Ngọc nhìn Kim Ngọc rời đi không khỏi nhăn mày nói, quận chúa, Đổng Di Nương đột nhiên nghĩ cách ép ngài hồi phủ, rõ ràng trong này có tính kế, ngài thật sự sẽ trở về ư? Tây Lương Mạt nhìn đám mây biến hóa kỳ ảo phía chân trời lạnh nhạt nói, vì sao không vậy? Đó là nhà của bản quận chúa cơ mà. Nay Đổng thị quá cuồng vọng, không biết bản thân là ai, dù sao cũng phải có người kiềm chế nàng ta một chút. Thật ra nàng muốn nhìn xem Đổng thị, hoặc nên nói là người trong nhà, muốn gây chuyện gì nữa. Hơn nữa ta còn một khoản nợ chưa tính với tứ muội muội Khuynh Quốc, Khuynh Thành của ta nữa kìa. Tây Lương Mạt ngắm nhìn vòng ngọc trên cổ tay, nguy hiểm nhào mắt lại. Chỗ Thiên Tuế gia, Bạch Ngọc do dự nói. Bóng dáng Tây Lương Mạt hơi cứng lại, vẻ mặt dịu xuống than một tiếng. Không biết còn định giận dỗi đến khi nào. Tên hồ ly ngàn năm kiêu căng lại lòng dạ hẹp hòi kia, biết nàng muốn về nhà mẹ đẻ, không biết sắc mặt có đen hơn vài phần hay không. Tây Lương Mạt nghĩ rồi nói, em đi chuẩn bị đi, ta tới thư phòng trước xem ra có ở đó không. Bạch Ngọc vội vàng gật đầu, nhìn Tây Lương Mạt mang vẻ mặt buồn bực và đau đầu rời đi, lại cảm thấy rất buồn cười. Đôi khi nàng cảm thấy Thiên Tuế gia và quận chúa không giống vợ chồng bình thường, vị trí đảo ngược lại. Mỗi khi ra giận dỗi là quận chúa lại đau đầu không thôi. Người muốn về phủ quốc không? Bắc Lý Thanh khoát tay để mấy tiểu thái giám mỹ mạo hầu hạ hắn thay quần áo đi ra, xoay người nhìn về phía Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của Bách Lý Thanh, bất giác nheo mắt lại, sau đó vẫn gật đầu. Đúng thế, nghe nói lão phu nhân nhà ta bị bệnh. Không biết sao nàng luôn cảm thấy khi nàng nói ra tin tức này, âm khí trên người Bách Lý Thanh lại nặng thêm hai phần. Bách Lý Thanh nhìn nàng một lúc lâu không nói gì, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ngay khi Tây Lương Mạt tưởng hắn sẽ không đồng ý thì hắn bỗng thản nhiên nói, ngươi đi đi, hai ngày nữa ta sẽ tới đón ngươi. Tây Lương Mạt sửng sốt nhìn hắn, một lúc sau mới phản ứng lại, vị gia này đồng ý rồi. Được rồi, tuy rằng hắn có vẻ vẫn âm dương quái khí lắm, nhưng ít nhất không tức giận, hẳn là không tức giận đúng không? Còn lì ra đấy làm gì, muốn ta tiễn ngươi tới cửa? Bắc Lý Thanh nhìn nàng còn ngẩn ngơ ở đó, cái miệng nhỏ khẽ nhếch lên, đáy lòng liệt bực bội đến mức sinh ra ham muốn chà đạp nàng cực độ, nhưng nhìn dáng vẻ có chút cẩn thận của nàng lại không khỏi tức giận. Lời vừa nói ra khỏi miệng, hắn bỗng nhớ tới cái gì đó, nhìn Tây Lương Mạt chậm gì gì nói, đúng rồi, theo lý mà nói tân nương vào cửa, con rể như ta còn chưa đi chào nhạc phụ là không tốt, hôm nay ta sẽ cùng ngươi về lại mặt. Khóe miệng Tây Lương Mạt lập tức giật giật, cẩn thận nói,
A Cửu, ngươi muốn cùng ta về lại mặt? Hắn lạnh lùng liếc nàng. Làm sao? Ngươi không muốn về thì đừng về, trực tiếp lên giường làm đến chết cho xong. Tây Lương Mặt lảo đảo một cái, suýt chút nữa thì ngã đến chó gặm bùn. Cũng may thân thủ của nàng không tệ, bám vào cạnh cửa mới không bị ngã xuống. Nàng toát mồ hôi lạnh cười cười. Ta đi chuẩn bị. Ra, ngài đợi chút. Dứt lời vội vàng quay đầu bước đi. Nhìn bóng lưng Tây Lương Mạt chạy nhanh như trốn, đầy mắt Bách Lý Thanh bùng lên một ngọn lửa. Thứ vô liêm sỉ kia. Hắn chèn ép nàng suốt dọc đường, nhìn bộ dạng cẩn thận lấy lòng của nàng, lửa giận mới vừa tiêu tán lại bị nàng làm cho bốc lên. Đúng là một khắc cũng không được yên thân. Đến bao giờ tiểu hồ ly này mới ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn đây? Tin tức Thiên Tuế gia muốn cùng phu nhân về lại mặt vừa truyền ra, mọi người lập tức lại bận rộn. Tuy phu nhân là người không thích khoa trương, nhưng Thiên Tuế gia thì hoàn toàn ngược lại. Chỉ cần không phải bí mật xuất hành thì trang phục đạo cụ không phải chỉ chuẩn bị một hai bộ là đủ, diễn xuất phải nói là tuyệt đối phô trương. Nhất là lần này gia quyết định lâm thời, cho nên cao thấp cả nhà cực kỳ bận rộn. Ở ăn uống xả thải, mặc dùng đi ở, toàn bộ phải được chuẩn bị. Tây Lương Mạt nhìn một đống thùng tử đàn hương thoang thoảng hương thơm khiêng ra. Bên trong là từng bộ quần áo hoa mỹ, đồ trang sức, thậm chí còn có ống nhổ được làm đặc biệt từ vàng ròng. Nàng lại liếc cái thùng gỗ cúc lê nhỏ nhỏ của mình, không khỏi than một tiếng. Kiếp trước, nhất định hắn là phụ nữ, còn nàng nhất định là đàn ông. Lằng nhằng đến lúc trăng lên tới đỉnh đầu, Tây Lương Mạn dùng bữa tối xong ngáp liên tục, sắp ngủ gục đến nơi mới bị Bách Lý Thanh nhéo mặt gọi dậy. Đến giờ đoàn người mới chậm rãi đạp ánh trăng đi về phía phủ quốc công. Tây Lương Mạt bị trang điểm cao nhã hoa lệ, cùng Bách Lý Thanh ngồi trên chiếc kiệu khắc lục đàn 16 người nâng, nhìn đường lớn Chu Tước hoàn toàn trống trải. Lúc này rõ ràng đã là lúc cấm đi lại ban đêm. Trên đường ngoại trừ đội ngũ hoa lệ vàng lóng lánh của bọn họ thì đến cả bóng quỷ cũng không thấy. Tây Lương Mạt không khỏi lẩm bẩm, nửa đêm nửa hôm, người không biết còn tưởng Bách Quỷ dạ hành ấy chứ. Bách Lý Thanh lười biếng nhắm mắt dưỡng thần, thanh linh kéo dài giọng nói, người nói gì? Tây Lương Mạn lắc đầu, ngoan ngoãn dựa sát vào lòng hắn, không nói gì. Bách Lý Thanh hừ lại một tiếng, xem như hài lòng với đáp án của nàng. Mọi người một đường chậm rãi đến phủ quốc công. Người của phủ quốc công đã sớm trở hết kiên nhẫn, lão phu nhân bị bệnh không thể ra ngoài. Tĩnh quốc công lại không muốn nhìn thấy Bách Lý Thanh ra vẻ ta đây trước mặt mình, chỉ bảo Tây Lương Tĩnh và Đồng Thị ra đón. Nhị lão gia và tam lão gia khác với Tĩnh quốc công, bọn họ không dám trực tiếp đối nghịch với Bách Lý Thanh, đã sớm đứng ở ngoài cửa. Từ khi nắng chiều hạ xuống đã có người tới thông báo Cửu Thiên Tuế sẽ cùng Trinh Mẫn quận chúa về lại mặt. Nay trăng treo đỉnh đầu, người còn chưa tới, nhóm chủ tử lại không dám thật sự bỏ đi, chỉ sai người bày chỗ chờ trong cửa ngồi chờ, không ít người đã bắt đầu buồn ngủ. Cửu Thiên Tuế điện hạ và Thiên Tuế vương phi tới. Các người còn không mau mau ra tiếp giá. Đột nhiên nghe thấy tiếng hô chói tai lạnh như băng vang lên bên ngoài, cùng tiếng nội thị sắc bén la mắng, cắt qua bóng đêm yên tĩnh như gió tuyết, làm cho người của phủ Tĩnh quốc công đồng loạt hoảng sợ. Nhị lão gia trực tiếp lăn từ trên ghế xuống, khi hiểu được chính chủ đã đến lập tức lảo đảo dẫn người quỳ ngoài cửa. Bái kiến Thiên Tuế gia, bái kiến Thiên Tuế vương phi. Bách Lý Thanh ấn Tây Lương Mạt đang định hạ kiệu ngồi xuống lười biếng nói, được rồi dậy đi. Tây Lương Mạt cũng cười thản nhiên bảo bọn họ bình thân, thuận tiện nhìn tam lão gia, chỉ thấy bên cạnh hắn đã có nữ tử trẻ tuổi mới làm bạn, ánh mắt nàng không khỏi hơi nheo lại. Năm nào, Lê Thị tươi cười thản nhiên, đoan trang đúng mực, đứng ở cửa phủ chờ nàng lại mặt vẫn còn trước mắt. Nay hương hồn mới đi một năm, đã cảnh còn người mất, mọi chuyện đổi thay. Tam lão gia cảm giác được ánh mắt Tây Lương Mạt nhìn qua, không tự chủ được cười khan một tiếng. Tây Lương Mạt đã thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt quay mặt đi, làm cho tam lão gia trong lòng không yên. Dù sao hắn cũng là người thông minh, bỗng nhớ tới khi Tây Lương Mạt còn là cô nương, có quan hệ rất tốt với Lê Thị, trong lòng không khỏi hối hận. Đồng Thị nhìn mọi người cung kính hành lễ với Tây Lương Mạt, ánh mắt dừng trên ngọc sai châu ngọc sang quý hoa mỹ trên đầu nàng, thấy mái tóc Tây Lương Mạt búi thành mẫu đơn kế, một chiếc châm xài hoa mai phỉ thúy chất lượng vô cùng tốt, rủ xuống vô số những mảnh phỉ thúy nhỏ hình lá tinh xảo. Trên người mặc một bộ cung y mẫu đơn, đai lưng nạm nam châu buộc quanh vòng eo mảnh mai tinh tế của nàng. Châu ngọc tinh mỹ,
Cẩm y hoa phục trên người Tây Lương Mạt tỏa ra ánh sáng vui mắt dưới ánh đèn, làm nổi bật gương mặt xinh đẹp dịu dàng của Tây Lương Mạt như thần tiên phi tử. Cộng thêm tư thế huy hoàng, làm cho Đổng Di Nương bất giác lộ ra ánh mắt căm ghét và khinh bỉ. Chờ nhị lão gia, tam lão gia chào hỏi xong, liền lặng lẽ tiến lên lả lướt cúi đầu với Tây Lương Mạt. Thiếp thân tham kiến Thiên Tuế gia, tham kiến quận chúa. Ánh mắt Tây Lương Mạt cũng dừng trên hóa trang tỉ mỉ của nàng ta. Thấy trên đầu nàng ta cũng cắm một chiếc châm vàng phượng hoàng tam vĩ, 6 chiếc châm ngọc đối xứng, trước ngực đeo một chuỗi ngọc lâm lang, áo đỏ thẫm thêu hoa hồng và váy mã diện xanh thẫm. Nếu dưới mắt không có chút quầng thâm thì nhìn cũng cực kỳ mỹ mạo. Bách Lý Thanh lời biếng nhắm mắt lại, giống như không nhìn thấy gì hết. Tây Lương Mạt nhìn nàng ta, đôi mắt cong cong lộ ra chút ý cười. Gần đây Đổng Di Nương càng ngày càng tương lai rộng mở nhỉ. Đổng Di Nương thấy Tây Lương Mạn khen mình thì không khỏi tự đắc, cảm thấy rất có thể diện trước mặt mọi người, liền cười nói: quận chúa quá khen, thiếp thân đều nhờ có phúc của quốc công gia và lão phu nhân. Tây Lương Mạn cười khẽ: quả là trong núi không có hổ, con khỉ xưng vương. Trong phủ này không có nữ chủ nhân đứng đắn, ngay cả một di nương cũng mang vàng mang phượng ra ngoài đón khách. Đây chỉ là người một nhà, nếu truyền ra ngoài không biết bên ngoài sẽ nghị luận thành thế nào. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều biến đổi, nhất là Đổng Di Nương nháy mắt đã nghẹn thành màu gan heo. Nhị lão gia và tam lão gia nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự bất an và bất đắc dĩ. Tam lão gia tiến lên một bước, duỗi tay giật châm phượng trên đầu Đổng Di Nương xuống. Phất tay áo đuổi Đổng Di Nương đi, còn không đi xuống, ở đây mất mặt xấu hổ à? Đổng Di Nương cắn chặt môi đến mức gần như nhỏ máu. Nàng ta cúi đầu lùi lại mấy bước ra vẻ cung kính. Tóc bị kéo có chút bù xù, nhưng lưng lại thẳng như khúc gỗ, chưa bao giờ cong xuống. Tam lão gia tiến lên chắp tay xấu hổ nói: thật ra luôn là lão phu nhân chủ trì việc bếp núc, chỉ là từ sau năm mới thân thể lão phu nhân ngày càng sa sút, cho nên Đổng Di Nương mới ở bên giúp đỡ. Hôm nay nàng ta hẳn cũng biết Thiên Tuế gia và quận chúa lại mặt, vui vẻ đến nên có phần sơ suất, mang thứ không phải nàng ta có thể mang. Xin quận chúa nói một tiếng xin lỗi với Thiên Tuế gia. Đổng Di Nương này dù sao cũng có cốt nhục của quốc công gia. Hắn và nhị lão gia tuy đã sớm trướng mắt thái độ kiêu căng của Đổng Di Nương, nhưng cố tình đối phương lại mang cốt nhục của đại ca nhà mình nên không thể nói gì. Tây Lương Mạt nghe vậy thì đáy mắt thoáng qua một tia bén nhọn, ánh mắt dừng trên người Đổng Thị, một lát sau mới nhếch khóe môi cười cười. Đổng Di Nương quả nhiên có phúc khí. Đổng Di Nương buông tầm mắt, cứng nhắc nói: nhờ phúc của quận chúa. Tây Lương Mạt lạnh nhạt khoát tay: không dám, đó đều là phúc của chính Đổng Di Nương ngươi. Được rồi, đứng ở cửa mãi cũng không hay, ta thấy đã không còn sớm. Lão phu nhân sức khỏe không tốt, ban đêm không chịu nổi ở Mỹ. Sáng sớm ngày mai bản quận chúa sẽ đi bái kiến lão phu nhân. Đổng Di Nương này quả đúng là có thủ đoạn, dùng tuyệt tử dược rồi mà còn có thể mang thai được, vậy thì quả là phúc của bản thân nàng ta. Hôm nay vừa trở về đang lúc mệt mỏi, nàng không định nửa đêm nửa hôm còn đi gặp lão phu nhân trước này đề phòng nàng. Thân phận của Bách Lý Thanh cực kỳ cao quý, đặc biệt ngoại trừ hành lễ với hoàng đế thì không ai có thể khiến hắn thăm hỏi, ngay cả Tĩnh quốc công thấy hắn cũng phải hành lễ. Đương nhiên lão phu nhân cũng chỉ có phần tham kiến hắn. Tây Lương Mạt cũng không muốn để Bách Lý Thanh tham gia vào những chuyện xấu xa lại nhàm chán trong nhà mình. Tây Lương Mạt nói xong, người nâng kiệu được lệnh lại đồng loạt nâng kiệu lên đi vào trong phủ quốc công, phía sau đi theo không ít nội thị nâng hành lý tinh xảo vào trong phủ như nước chảy trước ánh mắt sợ hãi của người phủ Tĩnh quốc công. Sau đó người của phủ Tĩnh quốc công cũng theo tới liên trai, từ xa xa nhìn lại có vẻ cực kỳ náo nhiệt. Chỉ chốc lát, trước cửa lớn không còn lại mấy người, chỉ còn Đổng Di Nương và vài đại nha hoàn hầu hạ bên cạnh. Ánh mắt nàng ta dừng trên thứ phát ra ánh sáng hoàng kim mỏng manh dưới đất, cúi người nhặt châm phượng tam vĩ tinh mỹ bị người ta dẫm cong lên nắm trong tay. Cạnh vàng sắc nhọn cắt vào lòng bàn tay nàng ta, có dòng máu rất nhỏ chảy ra, vẻ mặt nàng ta trở nên dữ tợn. Di Nương! Đại nha hoàn bên cạnh nàng ta không khỏi sợ hãi, nhìn gương mặt xinh đẹp vặn vẹo của Đổng Di Nương. Đổng Di Nương oán hận thì thào: không phải có xuất thân cao quý ư? Năm đó cũng bị nhị phu nhân đạp dưới chân, nay gả cho một tên thái giám, dựa vào cái gì mà được sống dễ chịu như thế? Lúc trước người hạ loại dược kia với ta, không phải là ghen tị ta hay sao? Nàng toa thoáng dừng, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, lạnh lùng nói với nha hoàn bên cạnh: đi, thông báo với chủ nhân, chúng ta chờ lệnh sai bảo bước tiếp theo. Chương 33: Âm mưu quỷ kế. Vâng. Nha hoàn bên cạnh Đổng Di Nương nhẹ giọng nói. Đổng Di Nương nghĩ nghĩ bỗng nói: không được, tự ta đi.
Chúng ta về trước đã. Dứt lời, nàng ta xoay người vội vàng đi về chỗ ở của mình. Bởi nàng ta mang thai, nên Tĩnh Quốc Công sai người để nàng chuyển đến một tiểu lâu hoa mỹ, tên gọi là Thúy Vũ Các. Đối với đứa con muộn màng này, Tĩnh Quốc Công vô cùng yêu thích, cũng giảm đi không ít phiền muộn, áy náy và đau thương trong lòng sau khi Lam Linh qua đời. Đồng Di Nương tiến vào lầu các liền sai bảo, đi lấy một bồn nước đến đây cho ta, ta sửa sang lại một chút sẽ đi. Lời nói của nàng ta dừng khựng lại khi nhìn thấy bóng người đội mũ trùm ngồi trên bàn tròn bằng gỗ lim khắc hoa văn trùm nho trong phòng mình. Chủ tử. Trên mặt Đồng Di Nương hiện lên một tia bất an, sau đó hơi khom mình với bóng người mảnh mai yểu điệu kia. Nhưng có thể thấy được trên mặt nàng ta không có nhiều vẻ cung kính. Cô gái được gọi là chủ tử kia, mặc áo choàng màu đen, mũ che hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi môi nhỏ nhắn cong cong. Nàng nhìn dáng vẻ luộm thuộm của Đồng Di Nương mỉm cười. Thế nào? Tây Lương Mặt làm khó ngươi? Đồng Di Nương không đợi nàng kia gọi đã đứng lên, ngồi xuống bên cạnh khác của cái bàn tròn gỗ lim, sai nha hoàn ở bên đi lấy hai bát huyết yến hôm qua quốc công gia sai người đưa tới đây. Sau đó nàng ta hừ lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên vẻ hung ác. Ả gà cho một tên thái giám, cuộc đời này không thể nào có con nối dõi, đương nhiên sẽ hận tất cả những người có thể mang thai. Tây Lương Mạn vốn tâm tư độc như rắn rết, nếu không năm đó sẽ không vì đề phòng ngươi mà hạ loại thuốc ác độc kia với người đã giúp đỡ ả. Nàng kia thản nhiên nói. Nhắc tới việc này, Đồng Di Nương hận đến toàn thân run rẩy, tay nhẹ nhàng đặt lên cái bụng đã hơi nổi lên của mình, trong mắt tràn đầy căm hận. Nếu không gặp được chủ tử, ta cũng không biết thì ra lúc trước đã làm việc cho một độc phụ tỉ bỉ như thế, lợi dụng ta xong còn hạ độc thủ. Năm đó ả còn lừa ta đối phó với thế tử gia. Ngươi biết ả là loại người nào là được. Nay ả đã trở về, ngươi đã xử lý tai mắt bên cạnh ngươi chưa? Nàng kia nhìn gương mặt vặn vẹo của Đồng Di Nương đột nhiên hỏi. Đồng Di Nương cười lạnh một tiếng, nhẹ vuốt chiếc nhẫn hồng ngọc cực lớn trên ngón tay mình. Đương nhiên rồi, tiện nhân thanh y kia theo ta còn ăn cây táo rào cây sung, ta đương nhiên phải khiến cho nó xuống địa ngục mà sám hối. Nhìn gương mặt đắc ý của Đồng Di Nương, cô gái kia nhếch khóe môi. Đừng làm quá mức, nếu để Tây Lương Mạn biết ngươi ra tay, à không cần làm gì, chỉ bảo thuộc hạ của Cửu Thiên Tuế tùy tiện nắm một nhược điểm của ngươi là có thể dùng danh nghĩa mạo phạm Thiên Tuế để xử lý ngươi. Nụ cười của Đồng Di Nương cứng lại trên gương mặt, sau đó xa sầm xuống. Chắc chắn rồi, vài ngày trước ta bảo Thanh Y tự mình đi chế tạo một bộ châm cài cho ta, sau đó nó không cẩn thận ngã vào trong lò luyện, không ai có thể nói ta cái gì. Chỉ có Thanh Y từ nay về sau không còn giả dối trước mặt nàng ta được nữa. Nàng kia nghe vậy thì bàn tay cầm bát tổ yến hơi ngừng, cười như có như không nhìn nàng ta. Ngươi cũng là người thủ đoạn ác độc, thế nào, không tích phúc cho tiểu thiếu gia trong bụng ngươi à? Đồng Di Nương mút ve bụng mình nói từng chữ một. Đây không chỉ là tiểu thiếu gia, đây nhất định sẽ là thế tử gia của Phủ Tĩnh Quốc Công. Nàng kia không nhịn được cười lạnh. Tiểu thế tử, chẳng lẽ ngươi có thể loại bỏ hết mấy vị thiếu gia trong phủ hết sao? Nữ nhân là mẫu thân rồi đều sẽ điên cuồng như vậy ư? Huống hồ trong bụng nàng ta chỉ là đứa con hoang, vậy mà cũng dám dùng con báo cháo đổi thái tử để đứa con hoang trong bụng kế thừa tước vị quốc công. Hay là vinh hoa quyền thế có thể khiến cho người ta mất đi tất cả lý trí? Nhìn một tia giận dữ hiện lên trong đáy mắt Đồng Di Nương, nàng ta đang định nói thì cô gái có phần mất kiên nhẫn ngắt lời. Không vội nói đến sau này, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi tính xuống tay như thế nào? Võ công của ả không kém, bên cạnh còn có ám vệ. Lúc trước chúng ta tính một mình ả trở về, nay Cửu Thiên Tuế theo ả trở lại, ngươi có kế hoạch gì tốt không? Trong mắt Đồng Di Nương lóe lên một tia nhọn tối tăm. Cửu Thiên Tuế đến thì sao? Nơi này là nhà mẹ đẻ của ả, nếu Tây Lương Mạt xảy ra chuyện gì thì Cửu Thiên Tuế cũng không thể làm được. Huống hồ tất cả đều là ngoài ý muốn mà thôi, quốc công gia còn hoài nghi ả từ lâu. Trong phủ này người có thù oán với ả rất nhiều, lẽ nào Cửu Thiên Tuế có thể giết sạch chúng ta hay sao? Cô gái nhìn Đồng Di Nương, khóe môi nở một nụ cười khẽ. Di Nương quả là người có chủ ý, nếu ngươi làm chuyện này thành công, ta nhất định sẽ đảm bảo đứa bé trong bụng ngươi một đường vinh hoa phú quý, tước vị quốc công như lấy đồ trong túi. Đồng Di Nương nhìn nàng ta cũng nở một nụ cười, nhận lời chúc của chủ tử. Hai người nhỏ giọng thì thầm, ánh nến lắc lư ra những cái bóng quỷ dị. Mọi người chậm rãi đi tới cửa liên trai. Tây Lương Mạt nâng tay để nhóm nội thị khiêng kiệu hạ xuống. Nàng đang định đứng dậy đuổi những người cùng tới đi thì người phía sau đột nhiên đứng dậy ôm ngang nàng
đi qua cầu Bạch Ngọc vào trong viện, chỉ để lại giọng nói cực lạnh lùng dễ nghe. Lát nữa để bản tọa nghe thấy trong sân còn tiếng động ồn ào thì ném hết thứ vô pháp vô thiên đấy vào hồ sen. Lời này nói ra, chỉ chốc lát, một đám người của phủ quốc công đi sau đội ngũ đồng loạt cáo từ rời đi, nháy mắt đã biến mất sạch sẽ. Tây Lương Mạn vịn lên vai hắn, nhìn đám người biến mất trong chớp mắt không nhịn được cười ra tiếng. Ra, ngài thật là lợi hại. Sau đó trông thấy nhóm người hầu cũ từ trong viện ra, đều đang che miệng cười. Nàng không khỏi hơi đỏ gương mặt nhỏ nhắn, vùi vào trong lòng hắn, hò khẽ một tiếng. Ta có thể tự đi, cho ta xuống. Trong mắt Bách Lý Thanh hiện lên một nụ cười, miệng vẫn thản nhiên nói, người để cho ta ôm hay thích nằm trong hồ sen? Tây Lương Mạt cứng lại, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, âm thầm lầu bầu, người này đúng là bá đạo thành tính rồi. Chỉ là khóe môi nàng bất giác nở một nụ cười. Liên trai đã được quét dọn sạch sẽ, xung quanh sáng sủa, đèn hoa sen tinh xảo đặt trong góc, phía trên bàn là ngọn nến vàng tăng thêm vài phần ấm áp. Tây Lương Mạt không khỏi kinh ngạc, tay vuốt ngọn đèn nhỏ bạch ngọc thanh lịch tinh tế, trong lòng không khỏi vui mừng, lại có chút nghi hoặc nhìn về phía Bạch Chân. Phòng kho trong phủ chúng ta có loại đèn này từ khi nào? Ai đưa tới vậy? Thứ đồ chơi nhỏ tinh tế thế này, ngay cả người không thích xa xỉ như nàng nhìn cũng thấy thích. Nếu lúc trước nhận được lễ vật này, không lý nào nàng lại không biết. Bạch Chân cười cười không trả lời, có một giọng nói thanh thanh vang lên. Thưa quận chúa, đó là do Thiên Tuế gia trạng vạng hôm nay sai người đưa tới. Tây Lương Mạt sửng sốt nhìn về phía người vừa tới, chỉ thấy một bóng người cao gầy được Bạch Nhụy dẫn đến, mặc một bộ nam trang màu đen, gương mặt trái xoan nho nhỏ, chỉ mới 15-16 tuổi mà mặt mày đã trầm tĩnh như trải qua ngàn vạn chuyện. Tây Lương Mạt giật mình nhìn về phía nàng kia đang chắp tay với mình. Quận chúa! Ánh mắt Tây Lương Mạt dừng trên cổ tay thiếu một đoạn của thiếu nữ, bước một bước lên nâng nàng ta dậy, đôi mắt nhất thời đỏ bừng. Tiểu Bạch Tinh, là em! Thiếu nữ thiếu một bàn tay trước mặt không phải Bạch Tinh bị Tây Lương Tiên sai người chặt một bàn tay năm đó thì còn ai? Chỉ là rõ ràng nàng đã sai người đưa Bạch Tinh tới thôn trang dưỡng thương, lo lắng Bạch Tinh ở trong phủ quốc công không dễ sống, lại sai người hầu để Bạch Tinh dưỡng thương xong, tới quốc sắc lâu làm quản sự, tiện thể học một món nghề. Đến lúc đó tìm cho Bạch Tinh một hôn sự tốt, tặng đồ cưới đủ để Bạch Tinh cả đời không lo cơm áo, đền bù cho thiếu nữ trung thành và tận tâm này. Có điều nghe nói Bạch Tinh không muốn tới quốc sắc lâu mà chỉ ở trong thôn trang không ra ngoài, nàng cũng không còn cách nào khác. Không ngờ hôm nay lại gặp Bạch Tinh ở đây. Bạch Tinh nhìn Tây Lương Mạt, trong mắt bốc lên một tia kích động, nhưng vẻ mặt vẫn ung dung cung kính nói, quận chúa, nay nô tỳ không còn là Bạch Tinh, tên nô tỳ là Mị Tinh. Tây Lương Mạt sửng sốt. Mị Tinh? Thiên Tuế gia đưa ta đến Mị Bộ huấn luyện, hôm nay là ngày Mị Tinh chính thức xuất môn. Bạch Tinh, hay nên gọi là Mị Tinh, nhẹ giọng nói. Tây Lương Mạt nhăn mày. Bạch Tinh, em, đây đều là do Mị Tinh tự nguyện. Mị Tinh hy vọng có thể trở thành người giống như Mị Bộ. Mị Tinh nhìn Tây Lương Mạt nói, đây là lần đầu tiên nàng ngắt lời Tây Lương Mạt không để ý tới tôn thi. Từ ngày ấy gặp chuyện, Mị Tinh bắt đầu nghĩ những nữ tử yếu đuối như chúng ta, một khi gặp phải nguy hiểm có thể làm gì, nói không chừng còn trở thành gánh nặng của quận chúa. Vừa lúc Thiên Tuế gia cho Mị Tinh cơ hội, cho nên Mị Tinh hy vọng quận chúa có thể để cho nô tỳ đi con đường mà chính mình đã chọn. Nhìn thiếu nữ trước mặt, ánh mắt kiên định gần như điên cuồng, khiến trái tim Tây Lương Mạt khẽ run lên. Ký ức bị chặt cổ tay để lại bóng ma quá sâu trong lòng thiếu nữ này, gần như thay đổi cả cuộc đời của nàng. Còn Bách Lý Thanh đã nhìn thấy tâm lý đó để lợi dụng cơ hội. Chỉ là... Giọng nói lời biếng của Bách Lý Thanh vang lên phía sau các nàng. Ngươi đồng ý với ý nguyện của tiểu nha hoàn này đi. Tuổi nàng ta tập võ đã là muộn, vì có thể bước vào Mị Bộ huấn luyện, nàng ta đã tiếp nhận 9981 ngày dịch cân phạt tủy, ăn mòn xương cốt, muốn sống không được, muốn chết không xong. Nay trong một năm rưỡi ngắn ngủi đã vượt qua năng lực của Mị thập nhị, rất không dễ dàng. Tất cả đều là vì ngươi đấy. Bách Lý Thanh hiếm khi nào nói chuyện thay người khác, lời này cũng là để kích thích Mị Tinh. Tây Lương Mạn quả nhiên nhìn thấy sự cuồng nhiệt gần như tuyệt vọng trong đáy mắt Mị Tinh, chỉ thấy tay trái Mị Tinh bỗng vung lên, tất cả đèn hoa sen bạch ngọc phụt tắt, đồng thời cổ tay phải của nàng xuất hiện một thanh loan đao. Bấc nến đang nằm trên thanh đao trên cổ tay nàng, nàng giơ tay lên, những đốm lửa nhỏ lại rơi vào trong đèn hoa sen bạch ngọc không sai lệch chút nào.
Nếu công phu bậc này dùng để giết người thì có thể nói là không đào nào trượt. Đám Bạch Ngọc không nhịn được hô lên một tiếng. Nhìn ánh mắt cố chấp chờ mình khẳng định của Mị Tinh, nàng âm thầm thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Mị Tinh dịu dàng nói: "Tiểu Tinh, em nhìn vào mắt ta, em thật sự đã nghĩ kỹ rồi chứ? Trở thành một phần tử của Mị Bộ nghĩa là sẽ vĩnh viễn trở thành cái bóng và thích khách cho chủ nhân, đồng nghĩa em sẽ mất đi tất cả giấc mộng của nữ hài, thậm chí cả phu quân và đứa nhỏ." Mị Tinh nhìn vào mắt Tây Lương Mạn, gần như không do dự chút nào liền dùng sức gật đầu. Tây Lương Mạn nhìn nàng khẽ thở dài một tiếng. "Em đã nghĩ kỹ rồi thì ta không cần nhiều lời nữa, em lui xuống trước đi." Thanh loan đao hình thù kỳ lạ trên cổ tay Bạch Tinh không biết xoay chuyển thế nào lại biến mất trong tay áo. Nàng chắp tay nói với Tây Lương Mạn: "Vâng." Dứt lời, nàng cung kính kéo theo đám Bạch Ngọc rời đi. Tây Lương Mạn xoay người nhìn về phía người nào đó đang lười biếng nằm nghiêng trên ghế sải hoa mỹ, thản nhiên nói: "Vì sao lại để Bạch Tinh làm chuyện nguy hiểm như thế?" Bắc Lý Thanh tiện tay cầm một cái đèn hoa sen Bạch Ngọc tinh xảo lên để ngắm nghía, lười biếng nói: "Mị Lục và Mị Thất, dù sao cũng là nam tử, không thể luôn bảo vệ bên cạnh ngươi, ngươi cần một hộ vệ hoàn mỹ hơn. Tiểu nha hoàn kia căn cốt không tệ, tính tình cũng rất thú vị không phải sao?" Tây Lương Mạn hơi nhăn mày không nói gì, chỉ im lặng xoay người đi ra cửa. "Ta đi xem bữa ăn khuya đã chuẩn bị xong chưa." Bách Lý Thanh bỗng nhíu đôi mắt phượng, tay áo dài vung lên, kim tuyến trong tay áo lập tức quấn lên trên eo Tây Lương Mạn lôi nàng lại đặt trên ghế, lông mi đen nhánh rũ xuống lạnh lùng nhìn nàng: "Bản tọa chưa nói với ngươi sao? Kẻ bề trên phải biết lấy hay bỏ, có thể cho người bên cạnh thứ bọn họ muốn nhất, nhưng phải tận dụng bọn họ, mềm lòng đều là phế vật." Tây Lương Mạn dường mắt nhìn hắn, làn da trắng như sứ tỏa ra ánh sáng lạnh giá, lạnh băng, giống như đôi mắt âm mị của hắn. "A Cửu, đối với lòng người, ngươi nắm chắc trong lòng bàn tay không ai có thể so được, chỉ là..." Tây Lương Mạn thoáng dừng, vươn tay mơn trớn gương mặt hắn, thản nhiên nói: "Ta hy vọng có một ngày ngươi không cần tính toán mọi chuyện nữa, mỗi người không cần ở trong lòng bàn tay của ngươi nữa, bởi vì chỉ có những người bị tổn thương quá sâu mới có cảm giác không an toàn như thế, luôn muốn nắm trong tay mọi thứ, tận dụng hết tất cả mọi thứ bên ngoài. Đây gần như đã trở thành bản năng của Bách Lý Thanh, bởi vì như thế rất mệt." Tây Lương Mạt nhìn vào mắt hắn nói cực nhẹ: "Ta sẽ đau lòng." Đôi mắt Bách Lý Thanh có một dòng nước lặng chảy qua. Hắn nhìn người dưới thân hồi lâu, bỗng nở một nụ cười lạnh nhạt: "Biết không, ngày xưa bản tọa ghét nhất loại người trâng tráo như ngươi, ngoài mặt luôn tỏ ra chính nghĩa công lý, nhưng hôm nay cảm thấy cũng không chán ghét lắm. Có điều trái tim bản tọa luôn rất nhỏ, những chỗ không dùng đến đều đã đặt một tiểu hồ ly như ngươi là đủ rồi. Người khác liên quan gì đến ta? Theo nhu cầu mà thôi." Tây Lương Mạn bật cười: "Nếu nàng là một người chính nghĩa công lý thì đám ngự sử đài kia ở đâu? Với tên hồ ly tinh ngàn năm Bách Lý Thanh này mà nói, tiêu chuẩn của chính nghĩa công lý không khỏi quá thấp rồi. Nhưng mà nếu lời vừa rồi được tính là lời ngon tiếng ngọt hiếm thấy của lão yêu ngàn năm này thì nàng vẫn rất hưởng thụ. Hắn sâu với tất cả mọi người, chỉ cần tốt với nàng là được." Nàng hơi ngẩng đầu hôn lên đôi môi mỏng của hắn: "Ngày xưa ta cũng rất chán ghét kẻ nào can thiệp vào cuộc sống của ta, nhưng hôm nay cảm thấy cũng không đáng ghét lắm." Bách Lý Thanh nhìn đôi mắt quyến rũ của nàng, nụ cười như mang theo chút dụ dỗ, không khỏi nhắm mắt lại. Ánh mắt tối xuống, đang muốn cúi người thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói cung kính của tiểu thắng tử truyền vào: "Ra, biên quan cấp báo." Thân thể Bách Lý Thanh cứng lại, Tây Lương Mạn mới phát hiện thân thể mình đã nghênh đón, cũng không khỏi hơi đỏ mặt ho khan một tiếng. "Gần đây, chuyện biên quan khẩn cấp, ngươi đi xem trước đi. Thư phòng ở ngay bên cạnh hồ sen gần phòng ngủ." Bách Lý Thanh đứng dậy gõ bên thành ghế. Tiểu thắng tử liền dẫn mấy tiểu thái giám mỹ mạo vào hầu hạ hắn thay quần áo. Chỉ chốc lát sau đã mặc xong thường phục. Trước khi ra ngoài, hắn quay đầu thản nhiên nhìn Tây Lương Mạn một cái: "Lát nữa đừng ngủ sớm, bảo Bạch Trân chuẩn bị nước ấm." Nhìn bóng lưng thon dài của Bách Lý Thanh rời đi, Tây Lương Mạn không nhịn được nở nụ cười vừa ngượng ngùng vừa đắc ý. Xem ra hắn không giận dỗi bảo nàng không cần đợi nữa rồi. Tây Lương Mạt không khỏi có chút đau lòng, dặn Bạch Ngọc nấu trà linh chi đưa qua. Chính nàng thì nằm trên ghế dài, nhìn ánh sáng mông lung chiếu ra từ thư phòng, ngón tay chậm rãi vuốt ve đèn hoa sen tinh xảo mà hắn đưa tới cho nàng, không biết chậm rãi ngủ thiếp đi từ lúc nào. Buổi sáng tỉnh dậy, nàng mới phát hiện mình đã nằm trong lòng hắn.
Mặt Bách Lý Thanh ghé một nửa vào gối của nàng, bởi vì ngủ say nên trên mặt hắn bớt nhiều hơi thở mịt mù lạnh lẽo. Một sợi tóc đen vắt qua má hắn càng tô điểm dung nhan xinh đẹp của hắn, im lặng như một con búp bê chạm ngọc tinh xảo. Nắng sớm mềm mại chiếu lên mặt hắn, lại nhìn qua còn có vẻ hơi trẻ con. Tây Lương Mạt càng nhìn càng cảm thấy trong lòng mềm mại như nước. Nàng vươn tay gẩy sợi tóc trên mặt hắn ra, có phần si mê nhìn người ngủ say trước mặt. Khi vừa mới biết hắn, hắn giống như Tào Tháo, dường như vĩnh viễn không ngủ, nay lại có thể yên giấc bên cạnh nàng. Người đàn ông này, hắn có dung mạo khuynh quốc, hắn kiêu ngạo tàn nhẫn, bất thường âm u hung hãn ti bỉ, vì đạt được mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn. Ngẫu nhiên nhìn lại có vẻ yếu ớt tùy hứng chán chường như vậy, hắn tràn ngập mâu thuẫn, lại làm cho người ta không tự chủ xa vào trong một chút dịu dàng chu đáo rất nhỏ, thậm chí là một chút tính cách hờn dỗi của hắn. Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng động rất nhỏ. Tây Lương Mạt nhìn về phía cánh cửa, thấy Bạch Trần nhón chân nâng một chậu nước vào. Tây Lương Mạt khoát tay ý bảo nàng đi ra ngoài. Bạch Trần sửng sốt, ánh mắt dừng trên Bách Lý Thanh đang ngủ, sau đó mới gật đầu lui ra ngoài. Tây Lương Mạt chậm rãi ngồi dậy, cố gắng không quấy nhiễu Bách Lý Thanh, đắp tấm chăn mỏng lên người hắn rồi mới ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Tây Lương Mạt đã trông thấy Bạch Trân và Bạch Nhụy sớm mê nước ấm, nước hoa nhài rửa mặt đứng chờ một bên. Thấy Tây Lương Mạt đi ra, Bạch Nhụy tiến lên thấp giọng nói, đại tiểu thư, chúng ta tới phòng điều hương đi. Tuy đã qua một thời gian dài, nhưng nàng vẫn quen miệng gọi Tây Lương Mạt là đại tiểu thư. Tây Lương Mạt gật đầu, dẫn đầu đi tới phòng điều hương. Đại tiểu thư, Lệ Cô Cô và Kim Ngọc đã chờ ở ngoài phòng. Bạch Nhụy nhẹ giọng nói, sớm như vậy ư? Xem ra không biết tổ mẫu của ta bỗng đổi tính nhớ tới ta, hay có người nào khác muốn gặp ta đây. Trên gương mặt xinh đẹp thanh thoát của Tây Lương Mạt đầy vẻ trào phúng. Nàng thoáng dừng, đúng rồi, ta bảo em đi đón người đã đón được chưa? Bạch Nhụy gật đầu, vâng, đón được rồi ạ. Tây Lương Mạt nhìn sắc trời hừ khẽ một tiếng, được rồi, vậy chúng ta rửa mặt chải đầu, dùng cơm trước đi. Bạch Nhụy ngầm hiểu, đó là đương nhiên, lão phu nhân quen ăn đồ ngọt, chúng ta sai người đưa mấy món điểm tâm thường ăn trong phủ Thiên Tuế vào trong cung đưa qua là được. Đại tiểu thư đang tính không nể mặt lão phu nhân, muốn ở trong phòng điều hương dùng cơm sáng xong mới tới. Bạch Trần bỗng nhiên bổ sung một câu, nghe nói gần đây Đổng Di Nương rất chăm chỉ hầu hạ lão phu nhân, mọi người trong phủ đều khen ngợi. Vừa rồi có người thấy nàng ta tới chỗ lão phu nhân từ sáng sớm, chẳng biết muốn nói gì về lão phu nhân nữa. Tây Lương Mạn dừng một chút rồi lại nhạt nói, bọn họ thích nói gì thì nói tới đấy. Nếu đến hôm nay nàng còn phải dối trá nịnh nọt trước mặt người khác thì một đường gian khổ hơn nửa năm qua đã uổng phí rồi. Mấy chủ tớ chẳng mấy chốc đã biến mất trong nhà kính bên trái hồ sen. Một lát sau, cửa phòng ngủ chính cũng cọt kẹt mở ra, người vốn đang ngủ không biết đã đứng cạnh cửa từ khi nào. Thiên Tuế gia, người xem có cần phái người... Tiểu Thắng Tử nhẹ giọng nói, không cần, nàng đã không muốn để bản tọa tham gia vào những việc không thú vị này thì giao cho nàng là được. Bách Lý Thanh thản nhiên nói, tính tình của nàng và hắn có phần tương tự, có một số việc nàng không muốn hắn nhúng tay, hắn đương nhiên sẽ để nàng được tự do. Đây là lòng tin cơ bản nhất. Dứt lời, hắn xoay người vào phòng, thản nhiên nói, bản tọa nghỉ ngơi thêm một lát. Tiểu Thắng Tử lập tức gật đầu như băm tỏi. Lại nói tới mấy chủ tớ Tây Lương Mạt bên này đi dùng bữa sáng, hái một ít hoa tươi trong sân, sai người hầu cũ trong liên trai nghiền nát hoa với rượu nếp, xong mới vừa nói vừa cười, chuẩn bị đi về phía loan thọ viện của lão phu nhân. Đám Lệ Cô Cô đã chờ nóng ruột, lại không dám nói nửa lời, dù sao thủ đoạn của vị chủ nhân này, bọn họ đã được nhìn tận mắt rồi. Đến loan thọ viện, Tây Lương Mạt thấy không ít gương mặt mới đứng bên ngoài, thấy chủ tớ các nàng cười nói đi tới, trên mặt không khỏi có vẻ bực bội. Tây Lương Mạt âm thầm cười lạnh như không có ý kiềm chế bản thân, chỉ tiếp tục nói đùa với đám Bạch Trân. Cuối cùng có một ma ma trung niên đeo vàng đeo bạc lắc mông đi ra, trừng mắt lạnh lẽo nói, đại tiểu thư, ngài quả là khó mời, lão phu nhân và di nương, tứ tiểu thư từ sáng tới giờ, chờ cho tới bây giờ. Ước chừng một canh giờ rồi, vậy mà không thấy ngài có nửa điểm áy náy, biết rõ lão phu nhân không khỏe, còn lớn tiếng như vậy. Tây Lương Mạt dương mắt nhìn bà ta một cái thản nhiên nói, vả miệng. Mama kia không ngờ Tây Lương Mạt bảo đánh là đánh, lập tức sửng sốt, trong chớp mắt có một bóng đen bay ra, đồng thời vang lên mấy tiếng chát chát chát, mười mấy bà tài vùng lên. Bàn tay kia dùng nội lực trực tiếp đánh cho mama trung niên, răng rụng đầy đất, kêu thảm thiết không ngừng.
Bóng đèn kia bạt tay xong lại lẳng lặng đứng phía sau đám tây lương mạt giống như một cái bóng. Nhìn thật kỹ thì ra là Bạch Tinh, không phải là Mị Tinh, theo Bạch Nhụy qua ra ngoài hôm qua. Người ở ngoài Loan Thọ Viên thấy tây lương mạt chưa nói hai câu đã đánh đại ma ma quản sự ngoại viện, nhất thời đám phó tỳ ý đồ ra oai phủ đầu với tây lương mạt đều choáng váng. Lệ Cô Cô và Kim Ngọc tuy cũng sợ hãi, nhưng càng nhiều là cười trên nỗi đau của người khác. Tây Lương Mạt để ý hết biểu cảm của bọn họ, đáy mắt thoáng qua một tia kỳ lạ. Lúc này, thượng quan Cô Cô nghe tiếng tranh cãi bên ngoài vội vàng đi ra, nhìn thấy mama béo ngã xuống đất kia, biểu cảm cũng giống như đám Lệ Cô Cô. Nhưng ngoài miệng không thể không có chút khó xử. Vương Phi, ngài làm gì vậy? Lão phu nhân đang chờ ngài tới, sẩm mama ngoại viện đắc tội ngài thế nào mà ngài sai người xuống tay như vậy? Dù sao, sẩm mama cũng là người trong viện của lão phu nhân. Bạch Nhụy tiến lên một bước, ngoài cười nhưng trong không cười nói: Thượng quan Cô Cô, sao ngài không hỏi xem sẩm mama này nói năng lỗ mãng với vương phi chúng ta như thế nào? Bà ta mà cũng dám mở mồm gọi đại tiểu thư, ở trước mặt vương phi còn kêu la lớn tiếng, hôm nay thưởng cho bà ta vài bạt tai rụng mấy cái răng là để bà ta nhận được một bài học. Thiên Tuế gia luôn cực kỳ chú ý quy củ, nếu chuyện này để Thiên Tuế gia biết được, e rằng trong viện của chúng ta sẽ nhiều thêm một cái trống già người. Cửu Thiên Tuế thích lột da người là chuyện mọi người đều biết. Bạch Nhụy ở trong phủ Thiên Tuế một thời gian không ngắn, những lời nói uy hiếp lại người này nói rất thuận miệng, làm cho người trong Loan Thọ Viện nơm nớp lo sợ. Đáy mắt thượng quan Cô Cô thoáng qua một tia xả giận, ánh mắt nhìn về phía Tây Lương Mạt cũng thân thiện hơn vài phần. Bà ta mỉm cười nói: Vương Phi đừng so đo với đám người không có kiến thức này, đều là người mới tới không hiểu quy củ, mau mời vào viện, lão phu nhân chờ ngài đã lâu rồi. Tây Lương Mạt không nói gì, thản nhiên nhìn lướt qua đám phó tỳ vốn vẻ mặt hung ác. Bọn họ chỉ cần chạm đến ánh mắt nàng đều sợ hãi cúi đầu. Nàng nhất làn váy bước vào sân. Trên đường đi tới phòng chính, Tây Lương Mạt đột nhiên hỏi thượng quan Cô Cô: Không phải lão phu nhân không thích dùng người mới, chê người mới dùng không thuận tay sao? Thượng quan Cô Cô nhìn Tây Lương Mạt, đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ và chua xót. Này Đồng Di Nương quản trong nhà, tất cả đều là do Đồng Di Nương sắp xếp. Tây Lương Mạt nghe vậy thì trong lòng thoáng hoài nghi, lão phu nhân là thành tinh trong thành tinh, làm sao có thể nghe một di nương mà ta chướng mắt nhất sắp xếp. Cho dù Đồng Di Nương này lấy được đại quyền quản gia cũng không đến mức có thể vươn tay vào trong phòng của lão phu nhân. Thượng quan Cô Cô đang muốn nói gì, bỗng thấy một người vén rèm đi ra khỏi phòng chính, nhất thời ngậm miệng. Người nọ trùng hợp là người mà Tây Lương Mạt rất quen thuộc. Gương mặt nàng ta hàm xương mang tuyết như hoa lê tháng tư, đôi mắt đẹp tựa tình, mũi quỳnh, môi nhỏ, bộ váy dài bó thắt lưng màu xanh lam nhạt, khảm châu ngọc tôn lên thân hình yểu điệu như một đóa hoa thực dược yêu kiều nở rộ trong gió. Không phải tứ tiểu thư Tây Lương Đan thì còn ai? Hai tỷ muội đã lâu không gặp, nay bốn mắt nhìn nhau, Tây Lương Mạt thấy trong đôi mắt nàng ta gợn lên đủ làn sóng mãnh liệt như hận, như giận, như oán, cuối cùng đều hóa thành bình tĩnh. Thậm chí nàng ta còn cười với nàng, cung kính cúi đầu, ra mắt đại tỷ tỷ. Tây Lương Mạt không khỏi nhướng mày, tiến lên nâng nàng ta dậy mỉm cười. Đã lâu không gặp, xem ra tứ muội muội ở thôn trang sống cũng không tệ. Nay tinh thần chẳng những tốt hơn nhiều, mặt mũi cũng đã khỏi, không còn thấy vết thương đáng sợ lúc trước, ngay cả tính tình cũng dịu dàng uyển chuyển, thật khiến cho đại tỷ tỷ ta nhìn mà vui mừng. Năm đó Tây Lương Đan thích nhất sai khiến nàng như nô tỳ, nàng liền bỏ thêm dược vật trong hộp phấn của Tây Lương Đan, khiến làn da cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần trong không khí có phấn hoa, Tây Lương Đan sẽ bị phát tác, ngứa ngáy vô cùng, thối rữa chảy mủ. Bởi loại dược vật này được viết trong một bản ghi chép bằng tay của một sủng phi rất thích chế tạo son phấn của tiền triều mà Liễu Mama để lại cho nàng. Vị sủng phi tiền triều này đã dùng để hãm hại các phi tử khác, không phải độc dược nên ngay cả thái y cũng tra không ra được. Chỉ là không ngờ một thời gian không gặp, nay đang giữa mùa xuân, trong không khí tràn ngập phấn hoa, vậy mà Tây Lương Đan này trên mặt chẳng những đã khỏi mà ngay cả cách tính cũng đã bình tĩnh im lặng hơn trước rất nhiều. Nhắc tới cuộc sống ở thôn trang, khóe mắt Tây Lương Đan bất giác giật giật, lộ ra biểu cảm sợ hãi xen lẫn oán hận. Năm đó Lê Thị không một chút khách khí đối với con gái của kẻ tử thù, dùng mọi thủ đoạn để dày vò. Tây Lương Đan ở đó kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không thưa, trực tiếp mài bằng tính tình đại tiểu thư hùng dữ. Không, có lẽ hiện nay Tây Lương Đan mới giống con gái của Hàn Thị, muội muội ruột thịt của Tây Lương Tiên. Điểm này có thể nhìn ra
Khi Tây Lương Đan dám liên thủ với Lục tướng gia tới trước mặt hoàng đế tố giác nàng không phải là cốt nhục của hoàng đế, ý đồ dồn nàng vào chỗ chết. Tây Lương Mạt nhìn Tây Lương Đan trước mặt, ánh mắt lóe lên. Tây Lương Đan rất nhanh đã trở về vẻ mặt bình thường, cúi đầu xa xôi nói: "Khiến đại tỷ tỷ nhớ thương là lỗi của muội muội, mời đại tỷ tỷ vào, lão phu nhân và Đổng di nương đã chờ ngài rất lâu rồi." Dứt lời, nàng ta nghiêng người để Tây Lương Mạt vào trong phòng. Tây Lương Mạt mỉm cười không từ chối, bước vào phòng. Nàng vừa vào phòng đã thấy lão phu nhân và Đổng di nương đang ngồi quanh bàn gỗ lim bát bảo, không biết đang nói cái gì. Có thể thấy mặt Đổng di nương sắp dính vào trong lòng lão phu nhân đến nơi. Lão phu nhân cũng rất sủng ái, đặt tay lên vai nàng ta, giống như nàng ta mới là cháu gái ruột của lão phu nhân. Ngũ tiểu thư Tây Lương Nguyệt ngồi bên ngược lại lại thành người xa lạ. Tây Lương Nguyệt thấy Tây Lương Mạt vén mảnh vào, ánh mắt toát ra một tia vui mừng, lập tức đứng lên: "Đại tỷ tỷ." Tây Lương Mạt nhìn biểu cảm trên mặt muội muội nhỏ tuổi nhất này không giống giả vờ, cũng cười đáp lại: "Nghe nói Nguyệt Nhi đã đến tuổi đính thân, khi ngươi cập kê, đại tỷ tỷ thật sự không có thời gian tới đây, cho nên chỉ sai người đưa đồ trang sức tới, ngươi có thích không?" Tây Lương Nguyệt gật đầu, cười đến hai mắt cong cong: "Đại tỷ tỷ tặng đương nhiên rất đẹp." "Đẹp cái gì? Chỉ là một bộ trang sức Nam Châu thôi, đã làm cho nhà đầu người hoa mắt, đúng là thứ không có mắt nhìn." Lão phu nhân vừa ho khan vừa lạnh như băng nói. Tây Lương Mạt nhìn về phía lão phu nhân, đối diện với một đôi mắt đục ngầu. Lão phu nhân nhìn sắc mặt có vẻ hồng hào, thân thể dường như cũng mập hơn không ít. "Cháu gái ra mắt lão phu nhân." Tây Lương Mạt vẫn cúi người theo quy củ. Lão phu nhân cười lạnh một tiếng: "Loại người không có thể diện, không biết xấu hổ như ngươi, phủ Tĩnh quốc công chúng ta cũng không dám nhận loại tiện nhân kiêu ngạo vô liêm sỉ như ngươi làm cháu gái." Hết chương 33, hết tập 50. Hôm nay bị gián đoạn nhiều quá, tụt hết cả mốt để đọc truyện cả nhà. Không hiểu sao mà hôm nay ngày gì mà máy bay cứ ù ù vù vù, cứ tầm 10-15 phút lại vù vù ù ù ở trên đầu á. Với lại là mấy hôm nay khuân vác nhiều, cho nên là cái lưng của Chan nó cứng đơ ra rồi. Chan ngừng chuyện ở đây nha cả nhà. Hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.